Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh quyết tâm và cam kết của Việt Nam về phát thải ròng bằng không trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bà von der Leyen cho biết như vậy trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 tại Glasgow, Scotland, theo một đăng tải trên Facebook của Phái bộ Ngoại giao Liên minh châu Âu tại Việt Nam hôm 2 tháng 11. Viết trên Twitter hôm 1 tháng 11, Bà von der Leyen nói bà đã có cuộc thảo luận tốt đẹp với ông chính về việc thúc đẩy hợp tác thương mại, y tế, môi trường và năng lượng. Việt Nam nên tận dụng toàn bộ tiềm năng của năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả. Việt Nam là một đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà nói. Cộng thông tin của chính phủ Việt Nam cho biết, Thủ tướng, trong bài phát biểu tại hội nghị hôm 1 tháng 11, nói rằng Việt Nam là một nước có lợi thế về năng lượng tái tạo, và sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để đạt mức phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050. Liên quan tới vấn đề vaccine ngừa COVID-19, Phái bộ EU cho biết bà von der Leyen khẳng định EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam qua hai kênh là xuất khẩu vaccine trực tiếp và thông qua cơ chế COVAX. Ngoài vấn đề về biến đổi khí hậu và Covid-19, phái bộ EU tại Việt Nam cho biết rằng hai nhà lãnh đạo cũng bàn về hợp tác kinh tế thương mại mà EU nói là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam EU.